Indirect. Indirect. Eight. Infertile. Infertile. Reusable.
In terms of vocabulary, normally we have to learn by heart. And when we read, we have to check up the meaning in the dictionary. If you look at this, you can see four, like this one. Number 13, movable. Then, in order to pronounce the word easily, we say in. That's an M. So that we can connect with movable easily. So it's immovable. It's easy to pronounce that immovable or unmovable. So immovable is the easiest. Or this one, illegal. We have letter L, legal. That doesn't say unlegal, it's illegal. This one, like this one. We have reusable, regular, and they say irregular or irreusable. So in some cases, these words change just to pronounce the new word, is it? Như vậy các chị thấy thật ra là những cái tiền tố mang yếu tố của mình, tất cả những tiền tố đều mang yếu tố của mình hết. Và nó có tới mấy cái tiền tố là cái đó không có chỉ có một cái. Và thông thường thì chúng ta biết cái, nhưng mà thông thường là cái phần nó có chỉ là cái gì, cái gì vô định, cái gì cũng dùng từ phần hết. Nhưng mà đây mình học thì các chị thấy là có những từ nó không dùng từ phần. Cái mức độ thứ hai phổ biến là từ in, từ phần cho nên từ in. Ngoài ra thì các từ in, ear, ear thì nó không, và không có từ tiếp nữa. Và thực chất thì cô nghĩ ra là tại sao có nhiều từ chẳng qua là có một số từ để cho cái dễ phát âm, như vậy con nói một lần tiếng Anh để cho cái dễ phát âm thì người ta có một số từ như vậy, ví dụ như là irregular, thì đó là regular là thường xuyên, thì irregular là không thường xuyên, thì là một phương tắc của mình đó. Nhưng mà cái điều kia thì để phát âm thì không thường xuyên. Nhưng mà nói như vậy không thể tất cả đều theo cái phương tắc đó. Và nhìn chung khi mà dùng cái vô kép thì dùng cái gì đấy, dùng cái vô kép thôi thì phải là conditionary, là check thì các chị nghĩ là mình sẽ làm cái từ đó thì mình muốn cách nào thì phải check, bởi vì mình nghĩ như vậy thì chúng ta không có xài như vậy. Vô kép và vô kép tức là mình có xài cả chúng ta xài, mà vì mình lý thuyết là mình có tất cả 5-6 từ để phủ định, nhưng mà khi mà mình nói cái từ này với cái từ kia mà người ta không nói như vậy, ví dụ người ta nói là incomplete nhưng mà mình nói là incomplete, thì đây là một số cái từ mà chúng ta phụ định đó. Nào, can you please repeat after me? Thì các bạn đọc nha. Incoherent. Incompatible. Incomplete. Unconscious. Independent. Undigested. Indirect. Infertile. Unfit. Trong hai la mã tất nhiên thì chúng ta có A, B, C, D, tức là chúng ta có một cái ký tự. Ví dụ ký tự A thì cái định nghĩa của nó là
together and concert. Cảm nhận. Cảm nhận and concert. Cái đấy là ý thức. Ý thức. Thì em đang tính ra cái đó giảm kiểm soát cái cảm xúc được đánh dấu bởi cái hành vi không thể tiên đoán được. Giống nhau giống đúng không? Không độc lập đúng không? Không không độc lập nó khó rồi. Có đúng không? Thank you.
đi dưới đây.
không chính xác và mình không thể tin cậy vào cái điều đó. Rồi bây giờ cô check cái thứ hai. Tức là nó thiếu một hoặc nhiều phần, tức là nó không có hoàn thành, chưa có đầy đủ. Rồi cái cuối nè.
conscious, okay? Number two, she felt an ethical home. Children have a very diet as it is full of fat and sugar. Unhealthy. She used to play a lot of tennis, but she stopped in the winter and became unfit. And it goes solid. Fit là thường nó đi với thể thao, thường khi mình chơi thể thao mình hay dùng từ fit hoặc là keep fit, giữ cho cơ thể khỏe mạnh cường tráng. Food, thức ăn thì không được tiêu hóa ok.
sợ số 1 có cái gì là nằm hôn mê bất tỉnh ha. Well, là thấy không khỏe á, các bạn tìm đúng rồi, không có phù hợp, không thích hợp. Mình theo tiên cũng là không khỏe, nhưng mà cái cách sử dụng cái từ đó trong cái ngữ cảnh khác là well. Well là mình cảm thấy mình quên, cảm thấy không khỏe. Còn cái healthy là healthy là nó đi với một cái chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh, lành mạnh. Thì nó dùng healthy rồi. Rồi, chúng ta sửa bài tập số 4. Bài số 4 thì các chị chỉ chọn từ thôi để
si đi mình sẽ chia ra mỗi bàn một hai câu thôi. Bây giờ bài B nha, à bài A. Bài A mà 3 la mã. Bạn mình làm number 1.
3D, đúng rồi. Number 4, C, 5, D, 6, D. B, 7, A. Rồi bây giờ có số 8 nhóm nào đánh câu gì nè? A. A, B, A, C. Incision nha. Surgical incision, nhưng mà là surgical removal. 8, C. C. Rồi, 9. D. D. 10, D. Ok. Thank you.
số 4, 4. B, X, sau chữ X là gì các chị? Của nó thì nó phải là một noun là chính xác. Như vậy thì các chị sẽ phải đổi nó thành là gì? Thank you.
tính đồng đi. Thì câu số 1 là câu gì? B. Câu B. Number 2. C. D. Number 3. D. D. Number 4. D. B. Number 5. 5. A, B, C, D. The adrenal cortex secretes endosterone, which together with helps to maintain the blood pressure, chọn cái nào? B, B. Ở dưới đây chọn gì? Nhìn nó zoom. Ở dưới đó chọn water balance. Ở bên này. B, B, B. Đọc D. D. Câu D mới đúng. Sáng. Blood pressure. Thank you.